Xin kính chào và cảm ơn quý vị đang theo dõi chương trình trên kênh Toàn cảnh 24 giờ. Thưa quý vị, sáng nay ngày 11 tháng 4, Tòa án quân sự quân khu 5 đã đưa ra xét xử phúc thẩm vụ việc cựu quân nhân điều khiển xe gây tai nạn làm thiệt mạng một nữ sinh. Tại phiên tòa, bị cáo đã thừa nhận hành vi của mình, đồng thời mong muốn được chuyển vụ án thành thỏa thuận bồi thường dân sự. Tuy nhiên, phía gia đình nạn nhân đã lập tức bác bỏ điều này. Ngày 11 tháng 4, Tòa án quân sự quân khu 5 đã đưa ra xét xử phúc thẩm đối với cựu quân nhân Hoàng Văn Minh về tội vi phạm các quy định về tham gia giao thông đường bộ trong vụ tai nạn nghiêm trọng khiến một nữ sinh ở Ninh Thuận tử vong. Trong phiên tòa này, phóng viên không được ghi âm, ghi hình. Tại phiên tòa hôm nay, 5 người làm chứng vắng mặt và bị cáo không yêu cầu có luật sư bảo chữa. Hội đồng xét xử đã tiến hành công bố đơn xin thỏa thuận của bị cáo về việc muốn được thỏa thuận dân sự đối với gia đình bị hại. Trước hội đồng xét xử cựu quân nhân Hoàng Văn Minh đã cúi đầu thừa nhận hành vi của mình và xin lỗi gia đình bị hại, mong muốn được thỏa thuận dân sự với gia đình bị hại để có cơ hội làm lại, sửa sai về những việc mà mình gây ra. Không đồng ý với việc xin thỏa thuận dân sự của bị cáo, đại diện hợp pháp của bị hại cho biết, gia đình không đưa tính mạng của con ra để thỏa hiệp và không đồng tình với việc làm của bị cáo sau khi gây ra tai nạn. Gia đình bị hại cho rằng, việc nhờ người nhận tội thay sau khi gây ra tai nạn là cố ý chứ không phải là vô ý. Vì vậy, gia đình không đồng tình việc thỏa thuận dân sự của bị cáo và mong muốn hội đồng xét xử thực hiện xét xử theo quy định pháp luật. Sau đó, hội đồng xét xử tiếp tục xét xử theo quy định. Trước đó, theo bản án sơ thẩm, khoảng 8 giờ ngày 28 tháng 6 năm 2022, cựu thiếu tá quân đội Hoàng Văn Minh, điều khiển ô tô chở vợ là Huỳnh Thị Kim Hằng và chồng di ruột là Phạm Văn Võ cùng một số người thân đi trên đường 16 tháng 4, thành phố Phan Rang, Tháp Chàm. Khi đến trước một điểm giao dịch ngân hàng Minh điều khiển xe chuyển hướng sang phải thì va chạm với xe máy do cháu Hồ Hoàng Anh, học sinh lớp 12, con gái ông Hồ Hoàng Hùng điều khiển đi cùng chiều. Vụ tai nạn làm cháu Hoàng Anh ngã xuống đường, va vào trụ đèn chiếu sáng và không qua khỏi. Quá trình làm việc với cơ quan điều tra hình sự khu vực 3, bà Hằng và ông Võ đã khai báo gian dối nên bị khởi tố. Tuy nhiên, sau đó xét thấy không cần xử lý hình sự, cả hai đã được đình chỉ điều tra. Vụ án được đưa ra xét xử sơ thẩm với bản án xác định nguyên nhân chính trực tiếp dẫn đến vụ tai nạn giao thông là do bị cáo Minh sử dụng điện thoại di động khi điều khiển ô tô, dẫn tới thiếu chú ý quan sát gây tai nạn chết người. Hội đồng xét xử sơ thẩm tuyên phạt cựu quân nhân Hoàng Văn Minh 14 tháng tù, đồng thời bồi thường cho gia đình bị hại 254 triệu đồng theo quy định của Bộ luật dân sự.